Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 2, ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức ngày mùng 3 tháng 8 âm lịch, ngày giáp dần, cụ thể như sau. Trực phá nên chữa bệnh, phá giữa nhà hay đồ vật. Tuổi xung ngày Mậu Thân, Bình Thân, Canh Ngọ, Canh Tý. Tuổi hợp trong ngày, ngày dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hòa cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Và giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng đông bắc và hướng đông nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi may mắn bất ngờ trong ngày thứ hai này sẽ là các tuổi Sửu, tuổi Mùi và tuổi Mão. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, thủy sinh mộc, người tuổi Tý độc thân sẽ được khá nhiều đối tượng khác giới để ý. Sự dịu dàng và nhạy cảm của bạn luôn là một điểm cộng lớn với mọi người xung quanh. Với những ai đã có đôi có cặp, bạn có nhiều suy nghĩ rất lãng mạn muốn thực hiện cùng nửa kia. Bạn hy vọng rằng mình và người ấy sẽ có thêm nhiều kỷ niệm tốt đẹp, chính là chất keo gắn kết để mối quan hệ thêm bền vững. Ngoài ra, trình ẩn tương trợ, có tinh thần trách nhiệm cao, bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất tốt. Nếu cứ giữ được tình trạng này thì tương lai của bạn cũng sẽ vô cùng triển vọng. Hãy cứ tiếp tục cố gắng không ngừng. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, nhận được sự chú ý của nhiều người. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hành xử tinh tế với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hoa, mối quan hệ vợ chồng trở nên gắn kết. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy tiếp tục cố gắng không ngừng. Con số may mắn 0, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, chính tài nâng đỡ, tài chính của người tuổi Sửu khá dư giả trong ngày hôm nay. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể tìm được những cơ hội đầu tư quý giá. Hãy mạnh dạn và đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất, bạn sẽ kiếm được bộ tiền. Với những người làm công ăn lương, bản mệnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên nhận được khoản tiền thưởng nóng, xứng đáng. Hãy tiếp tục duy trì phong độ của mình, bạn còn có thể chạm tới cơ hội tăng lương trong tương lai. Mộc khắc thổ, tiếc rằng chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý. Hai người có thể mâu thuẫn với nhau vì những suy nghĩ và quan điểm khác biệt. Đừng vội nổi nóng, có lẽ cả hai người cần nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu thêm về nhau. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, tìm được cơ hội đầu tư quý giá. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, túi tiền dư giả vì tiền lời, tiền thưởng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hoa, chạm tay vào cơ hội tăng lương. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, hãy tiếp tục duy trì phong độ của mình. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, mâu thuẫn với người nhà vì những quan điểm trái ngược. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Tỷ Kiên đem lại nhiều tác động tích cực cho người tuổi Dần. Khi đối diện với khó khăn, bạn rất mạnh mẽ và luôn cố gắng bằng hết sức của mình, bởi bạn chẳng muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Đồng thời, bạn cũng không dễ dàng đặt lòng tin của mình vào bất cứ ai. Với những người đột nhiên tiếp xúc gần gũi với mình, bạn thường giữ sự cảnh giác rất cao vì sợ bị lừa gạt. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà tự cô lập với tập thể. Theo Hải Thượng Lan Ông, ngày mùng 3 âm lịch, nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và trầm trích tại vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, mạnh mẽ khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, không phụ thuộc vào người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, luôn đề phòng kẻ xấu tiếp cận.
Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc trở nên tự cô lập bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường xanh rêu, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão, nhờ tam hội thúc đẩy, người tuổi Mão ôm nhiều tham vọng trong ngày hôm nay. Bạn luôn hy vọng mình sẽ đứng đầu trong mọi việc. Vì thế mà bản mệnh rất hăng hái khi được cấp trên phân công nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ khó. Bản mệnh luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn và tự tin thể hiện quan điểm trước đám đông. Điều này có thể gây ấn tượng mạnh cho tất cả mọi người. Hôm nay là ngày để bạn tỏa sáng, song cũng đừng vì thế mà trở thành một kẻ tự kiêu tự đại. Bạn vẫn cần phải khiêm tốn những lúc cần. Tuy nhiên, Mộc Vượng khuyên bạn dù có tinh thần làm việc hàng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức. Nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần nên đi khám chữa ngay. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy nhận được sự khâm phục của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hoa không nên kiêu ngạo, coi mình là nhất. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ ôm trong lòng nhiều tham vọng. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc hãy nắm bắt cơ hội để tỏa sáng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim không nên làm việc quá sức. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường xanh lá cây, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hôm nay, Mộc khắc Thổ, người tuổi Thìn cần phải thành thật với bản thân mình hơn, đừng mãi che giấu cảm xúc. Có chuyện gì mà cũng giấu kín trong lòng sẽ khiến bạn cảm thấy rất mệt mỏi. Hãy tâm sự với những người mà mình tin tưởng. Trong gia đình, tình cảm của bạn và người ấy cũng không mấy tốt đẹp khi đôi bên nảy sinh những tranh chấp. Giữa vợ chồng thì không nên tính chuyện hơn thua. Đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung thì tình cảm mới có thể lâu bền được. Thiên tài phù trợ, may mắn là tình hình tài chính của bạn cũng khá ổn định, bởi bạn chẳng có ý định tiêu pha gì trong ngày này. Bản mệnh có kế hoạch tiết kiệm để đầu tư vào những công việc khác lợi lao hơn trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa không nên che giấu cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ hãy tâm sự với những người thân thiết. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc không nên hơn thua với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim tình hình tài chính khá ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy hãy đầu tư vào những việc ý nghĩa. Con số may mắn 7, 5, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ, Tí, Dần, Thân. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ sẽ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại trong ngày hôm nay. Bạn ăn nói quá thẳng thắn, dễ gây mất lòng với mọi người, khiến cho mối quan hệ dễ đổ vỡ. Có lẽ con giáp này cần phải học cách diễn đạt uyển chuyển hơn, không gây tổn thương cho người nghe. Có những khi bạn cần phải thư giãn để đầu óc được thả lỏng, đừng nên lo nghĩ quá nhiều. Đặc biệt là khi đứng trước nhiều ngã rẽ, bạn nên tin tưởng nhiều hơn vào bản thân. Bởi dù sự lựa chọn của bạn là đúng hay sai thì bạn cũng có thể học được rất nhiều điều. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực phá là ngày thích hợp để chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Vì thế bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho hợp lý trong ngày hôm nay. Như vậy thì bạn mới có thể gặp được nhiều may mắn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra với bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, nên chú ý hơn trong cách diễn đạt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, không nên gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, chưa nên lo nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hôm nay, tam hợp phù trợ, người tuổi Ngọ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì, cho dù là dễ hay khó. Nếu được cấp trên giao việc hoặc là ai đó nhờ vả thì bạn cũng nhiệt tình thực hiện ngay. Cho dù có đối mặt với bất cứ vấn đề gì, bạn cũng có thể duy trì những suy nghĩ rất lạc quan. Bạn tin rằng mình hoàn toàn có thể khả năng giải quyết được mọi việc.
Đồng thời, bạn cũng có thể hiểu xung quanh mình luôn có rất nhiều người đang giang tay giúp đỡ. Mộc sinh hỏa, sự nhiệt tình và thẳng thắn chính là một trong những điểm thu hút nhất của bạn. Chính vì thế mà xung quanh bạn lúc nào cũng có rất nhiều đối tượng khác giới. Những người còn độc thân có thể tìm được người như ý muốn trong ngày này. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, luôn duy trì suy nghĩ lạc quan. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hãy tìm ra người phù hợp với mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Con số may mắn 9, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dần, Tỵ, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của người tuổi Mùi diễn ra khá suôn sẻ, bởi bạn luôn muốn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình với nửa kia. Đôi bên hiểu nhau nên chẳng bao giờ xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc khiến cho đôi bên phải hối hận. Trong các mối quan hệ xã giao thì bản mệnh rất quan tâm đến mọi người và cũng biết đồng cảm với người khác. Chính vì vậy mà ai cũng muốn tâm sự với bạn. Bạn chính là chỗ dựa vững chắc của nhiều người, bất kể là bạn giữ vị trí cao hay là không cao trong xã hội. Chính tài xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ tài chính của bạn cũng đang phát triển rất tích cực. Trong công việc, bạn là người rất có trách nhiệm. Khi được giao nhiệm vụ gì, bạn chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, công việc tiến triển như mong muốn. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, quan hệ vợ chồng hòa hợp, không có hiểu lầm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, nhận được sự tin tưởng của nhiều người. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tình hình tài chính tiến triển tích cực. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nhận được khoản tiền thưởng nóng. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường ghi nâu, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hàng ngày, đối diện với cục diện tương xung, người tuổi Thân thường không đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. Chính vì vậy mà bạn cảm thấy mình kém cỏi và càng lúc càng tự ti. Bạn cần tìm một người để có thể tâm sự và giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Có lẽ những quyết định trước đó của bạn là chưa thực sự chính xác. Đây chính là lúc bạn cần phải bước chậm lại để có thể nhìn nhận bản thân và sự thật thẳng thắn và chính xác hơn. Kim khắc mộc, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của bản mệnh lại không mấy tốt đẹp. Lý do có thể nằm ở việc hai bên chưa thực sự thấu hiểu nhau. Bạn cần phải lắng nghe mọi người và suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi hãng nêu lên ý kiến của mình. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, không nên tiêu cực khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa, nên bình tĩnh để có thể suy xét mọi vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, các kế hoạch khó mà tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, hãy dành thời gian để xem xét lại vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nên nghiêm túc lắng nghe mọi người. Con số may mắn 7, 6, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hôm nay, chính quan soi tỏ tính cách tỉ mỉ và cẩn thận chính là yếu tố khiến cho mọi người rất tin tưởng và an tâm về người tuổi Dậu. Cấp trên chắc hẳn sẽ dành cho bạn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng trong tập thể, và đây chính là bước đệm để bạn thăng tiến trong tương lai. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp khéo léo cũng giúp cho bản mệnh rất được lòng khách hàng, đối tác. Thậm chí, bạn có thể để lại ấn tượng khó phai cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng giá trị ngay trong ngày hôm nay. Trong ngày nay, vị trí của Thái Tần ở hướng Đông Bắc, phía ngoài cửa phòng thái phụ và nhà bếp. Do đó, bản mệnh không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa tại đây. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, để lại ấn tượng tốt đẹp cho người khác. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, ký kết được nhiều hợp đồng giá trị. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, xây dựng một quan hệ xã giao tốt đẹp. Con số may mắn 2, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạc,
xám, quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. Tử vi tuổi tuất. Xem tử vi hôm nay, mộc khắc thổ, người tuổi tuất nên học cách cởi mở hơn với mọi người. Có như vậy thì bạn mới cảm thấy cuộc sống của mình vui tươi hơn. Hãy nhớ rằng mọi người xung quanh vẫn luôn muốn được hiểu bạn nhiều hơn. Trong gia đình, bạn cũng đừng vội khẳng định rằng quan điểm của nửa kia của mình là sai lầm. Bởi mỗi người đều có những góc nhìn khác nhau. Thay vì việc nóng này, bạn hãy lắng nghe để rồi sau đó có thể đưa ra kết luận cũng không muộn. Thiên tài trợ mệnh, tình hình tài chính của con giáp này cũng khá khả quan trong hôm nay. Tất nhiên là vì bạn luôn biết cách chi tiêu một cách tiết kiệm. Thậm chí có một số người còn có thể phát tài bất ngờ do được trúng số hoặc là đầu tư đem lại nhiều lợi nhuận. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa nên cởi mở hơn với mọi người. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ hãy mở rộng các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc không nên vội phủ nhận quan điểm của người khác. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim cần lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy có cơ hội phát tài bất ngờ. Con số may mắn 2, 8, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tương, nâu, đỏ, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Tử vi tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày, nhị hợp giúp cho người tuổi Hợi có tinh thần lạc quan, vui tươi hơn trong ngày hôm nay. Nhờ vậy mà bản mệnh có thể đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo, giúp cho tập thể phát triển. Bạn có thể gây được ấn tượng với rất nhiều người ở thời điểm này. Trong chuyện tình cảm, bạn là một người sống tình cảm, vì thế mà rất có nhiều cách để bày tỏ cảm xúc của mình với người mà mình yêu mến. Bạn cũng sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ người thân, khiến cho mọi người đều cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thân và hướng Đông Nam để gặp tài thân. Đây chỉ là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn được thêm phần thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Hợi, hòa, chuyên cảm hứng cho nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, luôn quan tâm đến mọi người. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, được sống trong một gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nên xuất hành theo các hướng hoàng đạo. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương, trắng, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Mùi, tuổi Ngọ hay tuổi Tý. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay, đó có thể là con giáp tuổi Dần hay con giáp tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!